Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Trần Lan Anh, hiện đang là giám đốc Trung tâm Việt Ý Đạo Quốc tế chi nhánh tại Hà Nội. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một nhân vật rất là đặc biệt đối với tất cả các môn sinh diện trần, đó chính là giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện trần Việt Ý Đạo. Vâng, Dạ, con chào xin kính chào thầy. Có 2 tháng con không gặp lại thầy mà con thấy là da thầy mịn hơn này, tóc thầy lại còn đen hơn này. Không biết là thầy có cái bí quyết gì đó hả ai hỏi thì đó thầy? ở đây dậu Nha Trang đó. Ủa sao con gặp thầy khi này thì tươi hơn mà trẻ hơn trước nữa, Dạ. ủa sao vậy? Rồi mấy người ở Hà Nội cũng vậy, mấy em Hà Nội cũng nói vậy, thì nó nhờ âm dương khí công đó. Vâng, âm dương khí công ạ. Vâng, con thấy là hiện nay hầu hết các học trò học diện trần đều rất là quan tâm đến âm dương khí công, và con có một lần được nghe thầy nói đấy là nhờ âm dương khí công mà thầy đã phát minh ra diện trần. Vậy xin thầy hãy cho chúng con biết về lịch sử ra đời của âm dương khí công được không ạ? Tất nhiên phải được. Dạ, con cảm ơn. Chuyện bây giờ mới kể. Chuyện đấy dài Bây kể. giờ không, ở trong lớp học thì thầy phải nói, lúc nào phải nói cái Vâng. đó nha. Nhưng mà cái bộ môn mà bây giờ nhiều người rất quan tâm, không phải là học trò chính thức học với thầy, Vâng. nhưng mà có những người ta tự học ở trên YouTube á, Dạ. người ta cũng hỏi, và hoặc là mấy mấy người quen á, Vâng. hoặc là những người mà gặp thầy ở đang trung tâm của thầy ở 16 Chí Con, phường 7, với những trung tâm Việt Ý Đạo Quốc tế, Vâng. thì nhiều người rất ngạc nhiên và nói thầy, ủa sao năm nay thầy 76 tuổi Tây thì năm nay Tết này 77, Dạ. coi như nếu mà tuổi ta là 78 ấy, thì theo mà bình thường á, mà ông cái người nào mà nó gần 80 á, hoặc nó nói sau 70 đi, thì nó chỉ đổ dốc xuống chứ không không đổ lên. Còn đổ xuống là sao? Vâng. Mà thường thường là da nhăn, mà không có nụ cười tươi được, mà Vâng. cũng không có da thịt săn chắc. Vâng. Thầy thường thường học trò thầy ưa lại nắng gần thầy lắm, sợ vai sợ lưng rồi chưa kể ngửi mùi hương rồi, như trên YouTube thỉnh thoảng có để đó. Rồi thầy thấy nhiều khi thầy thấy vui mà cũng thấy buồn cười, Vâng. bởi vì họ tò mò quá, làm như thầy là người ở hành tinh khác đến thì sao, quá tò mò thì hỏi thầy, thì thầy tới nhờ tập âm dương khí công chứ có gì đâu. Thì hỏi thầy tập mà có lo nhiều không thầy, thì nói nhiều gì đâu, mỗi buổi thì một đường dương một đường âm, buổi tối vậy thôi, nghe chưa? Dạ. Nó sẽ tập ít với thầy, đâu cần gì phải tập nhiều, nhưng mà không phải lúc nào cũng tập ít, ví dụ người nào cần thiết thì tập nhiều, có nhiều người tập có thể một ngày mấy chục đường dương, nhưng mà không phải lúc nào cũng thế. Vâng. Thì bây giờ em mấy em muốn biết về cái môn này lịch sử ra đời, Dạ. thì sẵn câu hỏi thì thầy cũng trả lời luôn vậy, Dạ. để cho khán thính giả ở trên internet biết. Thì thật sự cái này đó là nó lâu lắm, nó ra đời trước khi thầy tìm ra diện trần. Nhiều người không biết thì tưởng ra đời sau, bị thấy mình Vâng. ít nói về âm dương khí công. Thì cái dạo đó là để thầy học là xong lớp 12 là thi vào đại học á, Dạ vâng. không đi học đại học luật á, Dạ luật vâng. chuyên khoa. Thì lúc bây giờ thì cái khoảng thời gian đó mình rất mê nghiên cứu về yoga, về thiền, về về khí công, nói chung là cái sách về thở Vâng. rồi thiền đồ đều mình đều nghiên cứu cả. Thì cũng tập có nhiều thứ, nhưng mà nói chung không có gì thích hợp, mà nói chung không có kết quả gì rõ rệt. Vâng. Rồi cũng có tập như trong sách thầy có ghi, tập cái môn gọi là môn nhị năng á, môn nhị năng gọi là phương pháp đi vô úy. Vâng. Thì mấy ông thầy xưa, ông Lê Văn Kế, ông có cái pháp đó là của ông Lê Thành Thân ở Vĩnh Long, Vâng. thì quê thầy ở Vĩnh Long, ở Long Vâng. Hồ, thì ông đó mới ngã tư Long Hồ, tức là cách xa vào trong chỗ một số 10 cây số. Thì thầy cũng nghe nói cho tôi, thì cái người 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 thân của ổng này mới mới chỉ thầy, Dạ. chỉ thầy tập không không kết quả. Vâng. Nhưng mà rồi sau thầy từ đó thì mới suy nghĩ ra Dạ. một cách khác, thì đó là khoảng năm 65
tập chẳng thấy nó ấy gì mà nó quá trời quá đất, nhưng mà nó có cái là mình sợ, mình sợ quá thì mình phải suy nghĩ, tại vì thầy cũng tập nhiều thứ lắm, nghiên cứu rồi đúng hơn, mà tính này làm biếng cho nên không thể nào tập gì mà lâu được. Ví dụ mình tập cũng được mình bỏ, chứ mình không có cố gắng rồi mình mài mò mình tập cho nó được. Nhờ mình nhờ tấm đường biếng thì cũng đỡ nha, tính làm biếng cái gì khó là bỏ đó, cái gì khó là bỏ cũng đỡ lắm. Sau mình biết là nó khó có nghĩa là nó không hợp với mình, giống như bây giờ mình đi dòng nước xuôi thì mình đi nó lẹ lắm, mà đi dòng nước ngược bây giờ cũng chậm. Mà thầy thì cái gì mà khó thì bỏ, thì nói này nhiều khi học sinh cười lắm, trời khó bỏ thì nói gì sao ta học được thầy. Thì nó bây giờ đi dòng nước xuôi bây giờ cũng 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 lẹ, mà mình đi nó thoải mái, mình khỏi mất mất sức. Mấy bạn cứ chơi dòng nước ngược ăn lội dội nữa thì nước không biết tại sao, thầy không biết tại sao. Bởi vì khi mình hợp á thì nó rất là lẹ, mà không hợp là rất là lâu. Thế thì thầy cũng nghiên cứu nhiều loại phương pháp, nhưng mà thầy thấy không kết quả thì mới nghĩ ra cái này. Thầy thấy thở này nó nóng mà thở thì nó ở vậy, nếu nếu vậy thì biết sao chắc là mát, mà thở biết sao mát thiệt thì như bây giờ đó. Thì tất nhiên những pháp khác nó cũng có, ví dụ như cái pháp của mình của Tàu đó, nó có vậy. Vẫn vòng chu thiên, gọi là vòng chu thiên, nó đi cái này nó đi vòng sao. Thì nhiều người nhầm tưởng đó là cái pháp thầy là pháp đó, thật sự không phải. Cái pháp đó đó nó không có cắt làm hai đường âm dương như thầy được, và nó đi đem nó đi một tour ở đây nó xuống, là đi vòng đây nó phải đi nhiều vòng lắm, mà đặc biệt là khi nó xuống đây nó không xuống đâu, nó chạy đến đây nó mới chạy ngược trở lên nó ra, chứ không phải tới đây mình ra đâu. Và nó cũng không có dẫn ý dẫn khí vậy, nó biểu mình thở vậy đó. Rồi thì tập thì thầy cũng thấy kết quả gì thì bỏ, nhưng mà cũng nhờ nó chạy trên hai đường đất thì mình mới nghĩ ra, nhưng mà lại mình cắt được hai đường khác nhau. Thì cái này xây sao mấy bạn bè thầy đó, người ta tập khí công như sao này, mấy người học trò nghề võ đó thì họ nói cái sáng tạo của thầy là một cái mà trên thế giới không có, là chế ra được cái đường hai đường âm dương, mà thầy lại nói ngược người ta. Vì trên lý thuyết và châm cứu thì ở phía trước này nó không phải dương mà là âm, mà phía sau phải là dương, còn thầy làm ngược lại. Cho nên không thể nói thầy lấy cái đó, nó chỉ gửi cho mình vậy thôi, nhưng mà mình làm thì làm khác nên biết cái đó. Bởi vì ít xưa nó nói là dạng vật bồng âm cộng dương, bồng âm vậy nè, cho nên bồng giống mình bé đó, có nghĩa là phía trong là âm, cộng dương tức là cuối nè, thì phía sau dương bị mặt trời nó dọi phía sau. Cho nên các bạn thấy thường thường cái lưng phía sau nó nâu hơn, đậm hơn phía trước. Phía trước bao giờ, phía trước và trong bây giờ cũng là trắng hơn. Trắng hơn. Thì người xưa ta đã quan sát. Dạ vâng. Nhưng mà thầy thì từ những suy nghĩ đơn giản và cũng qua quá trình tập á, dạ. mình mới để ý lắng nghe cơ thể mình có làm sao, rồi mình thích nghi dần dần. Vâng. Mình mới chế ra, mình cải tiến, mình cải tiến. Thì năm 7, năm 6, 15 tập chơi thôi. Dạ vâng. Vì cũng không biết, cái đứa thấy ngộ ngộ tập vậy thôi. Vâng. Rồi mới chị mới đem ở trong nhà tập. Thì nó thấy kết quả quá, thì nó cũng thấy nó tập chơi, nhưng mà nó hay là gì, mình thở một hai đường cũng kết quả nữa. Dạ vâng. Nó mạnh tới mức độ vậy, thành ra là thì nhớ mấy đứa em, có cô em bây giờ cũng lớn tuổi rồi, trên Dạ 60 rồi, mình dạy thở đường trước rồi, rồi đó không có nói đường dương nằm gì, đường trước đường sau vậy thôi. vâng. Thì thấy nó sáng, thấy lau nhà, nhà đó nhà ba ở Bàn Cờ Dạ mấy vâng. tầng lầu, xuống mình thấy nó làm nhà, mình nói ủa nhỏ này sao này xiên dữ ta, Dạ. ủa sao mày bữa nay làm nhà mới vươn tay, nó không hành hay dạy em thở thì tự nhiên xiên với sao xiên cái làm nhà. Dạ. Rồi mình đi nha, Dạ. còn cái thằng em thứ tám cũng vậy đó, thì nó kể lại, nó nói bữa đi trời mưa là ướt nhẹp áo quần áo nè, Dạ. nó vô nó thở sang hồi khô, trong khi mấy bạn ngồi kia bên những con ướt thì cái nó thở khô ngáo luôn. Vâng. Rồi đứa em khác nữa, nó sao anh hai dạy em, thì em mấy bữa em nhìn qua đường bị nó cận á, nhìn qua đường thì em thấy không rõ, Vâng. nhưng mà giờ sao anh hai dạy em giờ nhìn rõ qua tới bên kia đường, Dạ vâng. thì những dấu hiệu đó khiến thầy quan tâm, Dạ. thì mới nghiên cứu tìm hiểu thêm, thì qua quá trình thực tế. Rồi nó cũng nói chung hồi đó cũng không có ý thức gì để mình tập thấy hay hay vậy đó. Vì sau khi đi
đi thanh niên xung phong hồi đó không có biết làm gì mới gì. Thì sau 30/4 đâu biết làm gì, thì cũng hồi đó thầy châm cứu cho nên người ta nói thôi đi, mình cũng muốn đi châm cứu cho mấy anh em ta. Thì trong đó thì mình cũng thấy mình có môn thở đó. Dạ vâng. Thì mình dạy. Dạ vâng. Dạy cho anh em ta khỏe. Dạ vâng. Nhưng mà nhờ thầy tập phải đi lên Củ Chi đó. Là như thế thì nó cũng 25-30 số. Dạ. Mỗi ngày đi. Thì nhờ mình phải thở mới đi được. Dạ. Nó mới đi nổi chứ bây giờ ngày nào cũng chơi 50-60 km mà đi đạp xe đạp á. Dạ vâng. Thì nếu mình không có cái này sao mình chịu nổi. Dạ vâng. Thở thì giờ thí nghiệm. Giờ đi thì mình thở đường dương mình thấy tự nhiên cái chân mình đập mạnh nhanh lắm. Dạ. Mà thở đường âm thì tự nhiên nó đập chậm ra. Dạ. Rồi thí nghiệm đến máy, đến máy hồi đó còn đến máy vô này. Dạ. Hả, mình thở đường dương đến máy nhanh lắm. Dạ. Mà thở đường âm đến máy tự nhiên chậm lại. Dạ vâng. Tất cả đó thì ghi chép hết. Dạ vâng. Rồi sau cái rồi nghĩ là làm cho mấy em nó khỏe đó. Vâng. Thì dạy khỏe rồi có bữa nó đau. Dạ. Nó bệnh gì mình thử thí nghiệm. Mình dạy cho ví dụ đau bụng đi. À. Mình dạy thở thì mình thấy nó hết đau bụng. Dạ. Đau lưng cũng hết đau lưng. Mình thấy ủa cái này là trị bệnh được. Vâng. Khi bắt đầu nghiên cứu tiếp thì mới phát hiện ra là có khi mình thở đường trước thì nó hết, có khi thở đường sau hết. Vâng. Cũng một bệnh đó thôi. Vâng. Từ đó mới chia ra âm dương. Vâng. Mới suy nghĩ ra hóa ra nó có hai đường khác nhau. Dạ. Thế vì người ta không tập này là người ta cho thầy giải sai. Dạ. Là vì thầy nói ngược với kinh điển, ngược với đông y. Vâng. Thì cho nên người ta nhiều người ta cũng muốn tập. Dạ. Thì thầy cũng mình làm mình chơi mình đâu không tập thôi chứ thầy cũng đâu biểu ta tập làm gì. Dạ. Đúng không? Thì từ đó đó thì mới bắt đầu thì 1976 bắt đầu viết tài liệu. Tài liệu về âm dương khí công là 1976. Và đặt tên 1976. Và đặt tên là âm dương khí công. Dạ vâng. Đấy. Mới đầu đặt tính đặt tiên thiên khí công. Dạ. Sao sợ mà ta nói thiên gì thiên gì đó. Tiên rồi gì đó. Dạ. Hảo quyền quá. Dạ. Thì mình thấy đường nóng đường lạnh thôi đặt âm dương khí công là dạ vâng. Dễ hiểu nhất. Dạ. Đấy. Dạ. Từ đó tới giờ luôn. Dạ vâng. Và sau khi thầy đăng ký rồi thì rõ ràng người ta cấp giấy đăng ký bản quyền toàn thế giới luôn đó. Vâng. Vì không có ai có phương pháp giống nghệ. Vâng. Tức là thầy là tác giả. Vâng. Sáng lập ra cái phương pháp này. Dạ. Thì cũng nhờ phương pháp này mà thầy làm việc được tốt. Dạ. Khỏe rồi cũng nói chung là cũng nhạy cảm gọi là thông minh hơn, sáng suốt hơn. Dạ vâng. Nó có nhiều cái hay lắm mà bạn dạ, tập không biết liền à. Dạ. Thì nói ra không hết đâu. Dạ. Mình nghĩ thầy phải thí nghiệm trên bản thân mình rồi bản thân người khác rồi mình theo dõi mình ghi chép cẩn thận lắm, thầy tính dạ. Cẩn thận. Ví dụ làm gì phải ghi tỉ mỉ nó như thế nào thế nào. Dạ. Rồi lần lần mới truyền bá cho học sinh. Dạ vâng. Thì mới đầu cũng truyền bá cho người xung quanh khi mà chưa tìm ra được cái diện chẩn á. Dạ vâng. Thì dạy cho cô thầy này, dạy cho mấy người nhà, dạy bạn bè. Hồi đó chỉ biết cái này với âm dương thang thôi. Vâng. Chứ không biết. Đó dạ vâng. Là đại khái lịch sử vậy. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Thế là thầy đã phát minh ra âm dương khí công vào năm 1965. Là lúc đấy thầy mới có 23 tuổi và chính thức viết tài liệu về âm dương khí công là năm 1976. Thầy còn rất là trẻ mà thầy đã phát minh ra một cái phương pháp thở rất là tuyệt vời. Vậy thì con đã từng nghe thầy kể và thầy dạy chúng con đấy là âm dương khí công chính là bảo vật chấn môn của diện chẩn và thầy ví là âm dương khí công như là thiền đốn ngộ. Vậy thì thầy có thể cho chúng con biết một vài điểm cơ bản, tức là một vài những cái lợi ích cơ bản mà thấy rõ nét nhất về âm dương khí công. Bởi vì con biết rất rõ là sức mạnh của âm dương khí công cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa khám phá hết về sức mạnh của âm dương khí công. Vâng. Vậy thì thầy cho chúng con biết một vài cái lợi ích cơ bản nhất mà dễ thấy nhất của âm dương khí công, tức là sau khi tập âm dương khí công thành công đấy ạ. Trước khi trả lời câu hỏi này thì thầy tính thì cẩn thận mà thầy không dạ. Muốn lấy của ai làm của mình. Vâng. Do đó năm hình như năm 2010 năm 2011-12 gì bữa có đi với cháu Tâm á. Vâng. Đi qua bên Mỹ thì gặp cái ông, cái anh đó là con của ông Lê Văn Kế mà gọi là dạy đi vô quý á. Thầy dạ. Muốn xác minh rằng là phương pháp của thầy âm dương khí công không phải là phương pháp đi vô quý của ông. Dạ. Vì lâu quá thầy quên. Thì thầy hỏi ông đó thì thầy mô tả phương pháp thầy. Dạ. Phương pháp vô quý của ông Lê Văn Kế là ba của anh Mười đó.
Thì ông nghe rồi ông ơi, tất nhiên ông lớn thầy cũng mấy tuổi à, dạ. 4-5 tuổi vậy. Thì anh nghe rồi anh không phải phương pháp của ông là không phải phương pháp của ông kế gì của ông hồi xưa không phải. Bây giờ ông nghe kỹ rồi, vì ông ở trong nhà của ông kế, con của ông Lê ông kế. Dạ. Thì ông nói phương pháp này không phải, phương pháp của ông kế nó khác. Dạ. Thầy có ghi trong trong sách âm gì không? Dạ. Thì thầy yên tâm đi, thầy sợ nhiều khi nó trùng mình nói của mình quá ra người ta đã làm rồi. Dạ. Cho nên phải hỏi kỹ đó là nè. Sau thầy qua Mỹ lần thứ nhì có gặp anh gọi là anh Tùng. Dạ. Đó, thì anh lợi nhà anh có nói kỹ thì anh nói cái này không phải. Dạ. Nó khác. Dạ. Thầy muốn nói hỏi nhiều người thì đúng không, không có trùng ai à. Dạ. Thì để các bạn học sinh môn sinh của thầy cho rõ. Dạ. Đó là tất cả sự thật, tại tâm có đi với thầy. Dạ. Giáo tâm Bùi Minh Tâm có đi với thầy và dạ. Và nghe thầy hỏi ông người Tùng ông dạ. Không phải. Để mình yên tâm là cái này là thầy tìm ra. Vâng. Vì thầy ghét nhất là đi lấy của người là của mình ấy. Thầy dạ. Không có gì đó. Dạ. Thế thì cũng muốn hỏi là những cái tác dụng cái gì? Vâng ạ, tác dụng. Nói chung tác dụng thì nhiều mà mình và thầy cũng được khám phá. Dạ. Thì mỗi người cũng có những cái khám phá riêng nữa. Mà có khi người ta biết người ta nói, người ta biết người ta không nói hoặc là quên nói từ thầy. Dạ. Thì dạy nhiều người thì nói chung là nó tăng sức, rồi tăng trí huệ, rồi tăng phản xạ, rồi làm cho mình trẻ lâu, dạ, vâng. Rồi thực ra săn chắc, rồi nó cũng đóng góp vào cái môn gọi là thầy cũng đừng biết cái môn dụng lạc kinh đó, dạ, vâng. Thì trong đó nó cũng giúp cho dụng lạc kinh, tức là nó giúp cho cái phương pháp bế tinh đó, dạ, vâng. Bế tinh đại pháp. Dạ. Có thể làm thành công được. Vâng. Bế tinh khó lắm đối với đàn ông. Dạ. Thì cái này cũng giúp cho bế tinh tốt cái này. Dạ. Nghe nói chắc mấy người đàn ông thích lắm. Dạ. Tức là có thể bế tinh có thể hơn tiếng hồ hoặc hơn cũng được. Dạ. Cái này đàn ông thích mà khó làm. Dạ. Bị gặp phụ nữ coi như là số 0. Dạ. Mình là số 1 thì thua số 0. Cho nên gặp phụ nữ nào gặp phụ nữ là coi như gặp đối thủ hạng nhất của đời mình. Nhưng mà mấy bà mấy cô gặp bế tinh đại pháp của thầy là đầu hàng luôn ạ. Đầu hàng luôn. Vâng. Vâng. Thì cái này nó có nhiều cái nó ích lợi nhiều cái lắm. Vâng. Những cái mà chị mấy bạn rất thích là khỏe để mình làm việc. Dạ vâng. Rồi trẻ lâu rồi thông minh sáng suốt, nhạy dạ. cảm. Vâng. Những cái này là những cái mà thầy còn đang nghiên cứu tiếp nữa. Dạ, mình vâng. chưa hiểu hết, mình chưa. Dạ, vâng. Có điều nó dễ, nó hay hay là chỗ nó dễ quá, nó hầu đó dễ quá cũng không đúng. Vâng. Tại vì có người tập cái tháng mới được, hoặc hai vâng. tháng mới được. Dạ. Tức là có người tập cũng được ngay, có người tập lâu lắm. Vâng. Được. Thứ nhất là những người đã tập yoga, tập thiền, tập tức là tập những phương pháp khác dạ. mà tập quen rồi đó thì tập này khó. Dạ. Tại thứ nhất là nó đi ngược lại với phương pháp cũ. Dạ, vâng. Thứ hai do nó đơn giản quá người ta cũng coi thường. Dạ, vâng. Thứ ba là nó cũng thở, nó gọi là thở bằng đầu. Dạ vâng. Tức thở bằng ý. Dạ. Tưởng chứ không phải thở bằng hơi. Dạ vâng. Cho nên đâm ra là phải được hướng dẫn kỹ thì mới được. Dạ kỹ vâng. Mà phải tập đàng hoàng mới được. Dạ vâng. Chứ còn tưởng nó dễ mà tập tập hoàng không được, không được. Dạ vâng. Đó. Dạ. Con cảm ơn thầy. À, vậy thì khi tập âm dương khí công như thế này thì có cần lưu ý điều gì không ạ? Tự nhiên lưu ý thứ nhất là mình tập là phải mở mắt, mình ngồi cái tay phải úp lên đầu gối, trong đừng ngửa ra như các phương pháp khác. Dạ vâng. Mà nó cái chân thì phải mang dép, không được để chân trần dưới đất. Dạ. Chân trần mà tiếp xúc với mặt đất á, không phải mặt nệm này đâu, mặt đất mà cái gì đó gạch tay gạch á nó lạnh. Dạ, vâng. Á thì bao nhiêu, tại sao thì là bao nhiêu mình thở cái khí công nó năng lượng nó chui đất, nếu mình thở nó chạy nó tiếp đất nó dẫn như thì nó mất sức. Chứ không được uống nước đá lạnh, không được thứ nhất là uống nước lạnh sau mình tập thở đó. Dạ, vâng. Rồi nói chung có mấy cái điều vậy đó. Dạ, vâng. Như là khi thở thì trong sách thì thầy có dặn đó, tại thầy có ra sách rồi. Dạ, vâng. Cũng lâu rồi thì không, lúc mình ngồi thở mình phải yên tĩnh trong cái phòng, yên tĩnh đừng mình đương thở thì người nó phá mình la nha, mình giật mình. À, thì cũng tốt, nó phân tán thì nó thở trạc phải bỏ, xả bỏ, tập lại. Dạ. Rồi thở vào mấy giờ sáng sớm này với giờ nửa đêm. Dạ. Thì tiếng gọi dậu, nhưng mà tập cái giờ sáng là giờ mẹo, giờ mão đó, sáng sớm.
hoặc là nửa đêm trước khi đi ngủ thôi, chứ không phải nói đợi nửa đêm đâu. Thì thật sự cái giờ tí là cái giờ điện lực ở trên trời nó xuống mạnh. Thì cái giờ buổi sáng thì khí dương nhiều. Là như thế. Thì nó nói chung đơn giản thì so với cái pháp khác. Cái pháp khác thì thầy nghiên cứu cũng mấy chục loại khí không khác nhau. Không tới 100 nhưng mà chắc cũng nhiều ạ. Nhưng mà thầy thấy không có pháp nào đơn giản mà pháp này. Âm dương khí công của thầy mà nó đúng như tên âm dương khí công là vì đường trước là đường dương, đường sau là đường âm. Mà thở thì nó rõ ràng. Mình thấy ví dụ mình thở đường âm thì mình lười biếng, mà thở đường dương thì mình siêng năng lắm nha. Siêng năng hơi bị siêng, có thể làm việc khỏe. Thì người nào mà siêng tập thì khỏe, ít bệnh. Mình nói ít bệnh nhưng mình đừng nói bệnh. Nhưng mà cũng phải cứ ăn cứ uống rồi, chứ không phải là nói rồi mình ỷ công như công mình ăn uống tầm bậy tầm bạ rồi mình cũng ấy thì không được. Nó chỉ tăng sức hơn vậy thôi, chứ nó không phải là tất cả, nó không phải là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên nếu mình không siêng tập thì cũng không được, nhưng mà không nhất thiết phải mỗi ngày mới tập. Nhưng cũng không nhất thiết phải tập nhiều. Những cái mà lưu ý là cái gì nữa nha, cái mà khi không tập trung là không được. Mình sợ mình phân tán á, mình không tập trung mình tập hình như không được. Không được. Những cái gì thì dặn hồi nãy đừng uống nước đá lạnh. Nước đá lạnh là nó, tại vì nước đá đó, cái nước nó chung là nó hút năng lượng, nó chạy qua nó. Mà nước đá nó còn chạy mạnh nữa. Cho nên là cái trường năng lượng mà do mình tập âm dương khí công này nó ở lớn đó. Thì nó bị nước nó sẽ dẫn vào nước. Mình mất công lực. Hiểu không? Tức là sau khi mà mình thở dương khí công xong thì mình có nên đi tắm ngay không? À quên rồi. Phải để cả tiếng hồ sao? Tại mình tắm thì mình đương thở tích tụ năng lượng thì nó chạy vào nước. Tại con vừa nghe thầy nói là nó sẽ chạy vào nước ạ. Thì con qua cái thầy vừa mới cho chúng con biết thì con hiểu được lời thầy dạy, đấy là âm dương khí công là bảo vật chấn môn của diện trần Việt Y đạo. Tức là muốn chữa bệnh giỏi này và tránh bình thông nhau thì phải thở tốt âm dương khí công, phải không ạ? Và còn thầy còn không những phát minh ra âm dương khí công mà còn có tiết thực này, rồi có thai giáo này, rồi có dục lạc kinh này, rồi có diện võ đạo. Vậy thì phải chăng âm dương khí công chính là cái nền để có thể học tiếp những môn đấy, có phải không ạ? Cái nền thật sự nền. Học bị cái đó thì nó tăng sức khỏe, rồi tăng độ tập trung. Nói chung nó tốt cho nhiều thứ, nó là cái nền. Thành với lại tâm nhân công thì người mình nó hòa bình, nó bình ổn đó. Thì cái tính tình cũng bình ổn, nó tự chủ tốt à. Tâm âm dưới công thì tự chủ tốt. Tự chủ tốt. Bởi vì nó cân bằng. Và mình sức chịu đựng cũng tốt luôn. Tự chủ tốt cho nên mới có bế tinh đại pháp. Cái đó mà không có tự chủ gặp phụ nữ là coi như tiêu luôn. Coi như tiêu luôn. Mới bữa thầy sẽ dạy cái dục lạc kinh. Tuy nhiên nhiều người nghe nói thì trên mạng thì ai cũng khoái hỏi quá trời. Nhưng mà thầy làm gì thì tùy hướng cái duyên tới thì mới dạy, chứ không phải lên program, lên chương trình, không có đâu. Thì thầy thấy được thì dạy thôi. Những cái điều thầy muốn ra đời phương pháp nào thì phải lâu. Ví dụ dục lạc kinh thì nghiên cứu từ năm 78, nghiên cứu bế tinh đại pháp từ năm 78. Sau khi thành công mấy chục năm rồi cũng phải nghiên cứu nhiều lắm thì mới dám dạy, chứ không phải là cũng như ông như thế công cũng lâu lắm. Lâu lắm. Đó, cũng như viện chẩn thì cũng lâu lắm. Nay tới năm thứ 38 rồi. Tức là thầy phải chiêm nghiệm nhiều lắm, chiêm nghiệm nhiều lắm, rồi lắng nghe học sinh báo cáo rồi những cái như thế nào. Thì tánh thì kỹ làm việc cái nào đang cái này nào phải chính xác được, không thể phịa ra được. Tất cả phải nói bị mình đi theo đuổi chân thiền mỹ, tức là tất cả phải chính xác, phải đúng, phải phụ vụ cái tốt và cái đẹp. Đó là những cái mà cần biết và phụ vụ cho đại chúng. Chứ không phải mình đem này mít kỹ mình lo cho mình không, mình không chỉ ai, mình không dạy. Nhưng mà tất nhiên là những cái hiện nay đó thì ở trung tâm của thầy đó ở 16 kỳ công quận 7 cũng nhận là trung tâm viện quốc tế đạo, là chính thầy trực tiếp dạy có mấy con thầy. Con ruột con rể cũng biết, cũng dạy. Nhưng mà này có chỗ em á, tức là chi nhánh trung tâm viện đạo quốc tế Hà Nội 314 Thụy Khuê. Ạ, 314 Thụy Khuê. Thì là chính thức bị con cũng biết rành cái này, phải không? Số đệ tử
Tại cái này mà nếu mà không tập đúng thì đôi khi có người sợ bỏ tại cảm giác nó bị hại. Thí dụ tập rồi ngồi mụn lên đầy trơn rồi mụn kể cả nhọt. Vâng. Thành đâu sợ quán quên bỏ tại tại vì nó quá mạnh. Vâng. Rồi có người tập này ngủ ngủ hoài. Dạ vâng. Làm biếng lắm. Không làm ăn gì được hết. Dạ vâng. Nói chung là tập đúng mới được chứ tập sai thì nó lại có thể người sợ người ta bỏ. Vâng. Tại tại có thí dụ đối với người thì dễ, có người khác lại khó. Dạ vâng. Nói chung có người kêu khó, có người kêu dễ. Vâng. Đây. Nhưng mà con cái là có lẽ nó là phương pháp tốn ít thời giờ nhất. Vâng. Phương pháp khi công tốn ít thời giờ nhất và tập ở đâu cũng được. Dạ vâng. Và nên nhớ là tập phải mở mắt ra khi ngồi được. Chứ không phải nhắm mắt khi ngồi thiền hay nói gì, không phải. Vâng. Phải ngồi thẳng lưng như thế này. Dạ. Không phải gồng. Vâng. Ngồi thẳng lưng như úp. Đây. Mà có thể ngồi thì xếp bằng cũng được, ngồi không có cần kiết già bán già, tức là ngồi xếp bằng bình thường, nhưng mà có Dạ điều vâng. lưng không được còng, Vâng. rồi tư thế thoải mái vậy. Nhưng mà tập thì cũng không cần tập nhiều, Dạ vâng. mà nhưng mà nói chung là đừng có kỳ vọng thái quá vào cái môn khí công này, Dạ vâng. là vì cái gì cũng nó cũng có giới hạn, Dạ vâng. không có gì 100% hết. Dạ. Còn những môn khác thì thầy thấy có nhiều người hay, thầy ví dụ mấy ông võ sư ông tập môn gì đó cũng biết cho xe cán được, Dạ. cán xe lu cán được là ghê, mình thì mình làm cũng được. Dạ. Hay yoga mà chôn dưới đất cả tháng hay là cả tuần kéo lên cũng sống nhanh thì âm như không không làm được. Dạ. Có nhiều cái âm như không không bằng mấy môn đó, nói Vâng. chung là không bằng. Nhưng mà mình thì thầy nghĩ là cái này lo sức khỏe thôi, Dạ vâng. thì mình đâu có gồng cho dao kiếm thì chém ở đây làm gì. Tại Vâng. những môn khác người ta gồng dao chém không đứt rồi nha, Dạ vâng. thì cái đó mà âm dương công thì chịu thua. Dạ. Nhưng mà âm dương công có cái mà có thể mấy người kia làm được, Dạ. đó là có những cái mà ai học thì biết những cái có thể Ai chữa học bệnh, thì những cái có thể là chữa bệnh ngon hơn được, không cần đụng tới người luôn, Dạ vâng. hoặc là chữa cách xa. Dạ. Thì ai học thì biết, là học trò của thầy mà nhờ cái nền tảng này người ta học những môn đó dễ dễ hơn. Dạ vâng. Mà thầy gọi vẫn gọi là huyền công đây đúng không ạ? Quyền công thì nghe tiếng là lạ, nhưng quyền thật sự là cái gì không giải thích được gọi là Vâng. quyền. Vâng. Không giải thích được kiểu khoa học bây giờ ấy gọi là Vâng. quyền, nhưng mà sau này có thể có những khoa học Vâng. trong tương lai người ta giải thích được. Dạ vâng. Công là kỹ thuật, là phương pháp vậy thôi, nghe thì nó là lạ. Dạ vâng. Thì cái người nào có tập này thì làm nó dễ hơn, còn không tập thì không làm được, đại Dạ khái vâng. vậy. Dạ vâng. Nhưng mà thầy thì trong cái gì đó, Việt y đạo nó có nhiều môn lắm, nó có thể nó tới nó cũng chắc cũng hơn 10 môn à. Dạ vâng. Trong đó có cái làm đẹp nữa. Dạ vâng. Rồi cái thầy giáo Việt Nam để thầy đầu tư để mà làm sao cho những thế hệ tới đó, Dạ vâng. người dân của mình đẻ những cái đứa con thông minh, khỏe mạnh, Dạ. ít bệnh tật Dạ vâng. và cũng tánh tình tốt đẹp. Những cái đó thì mơ ước của thầy, và đừng làm dần dần, Vâng. cho nên mới làm ở một cái gọi là gì đó tiểu tăng ni Đức Việt chương trình đó. Vâng. Thì thầy dạy đầu tiên bên Ý khoảng năm 2015, bên đây con dạy thì năm ngoái Dạ vâng. cũng mấy lớp rồi, Vâng ạ. chỉ dạy cho chữa bệnh cho người mù, người Vâng. khiếm thính, khiếm thị. Thì tất cả những cái đường hướng thầy đi về về cái đạo nó gồm nhiều thứ, trong đó có không phải chữa bệnh không, Vâng. mà lo cho xã hội, Vâng. lo cho người ta đẹp, được đẹp, Dạ vâng. được sống thoải mái vui vẻ, ăn ngon ngủ Dạ tốt, rồi cũng dạy tập võ là gì đó, nói chung là vâng. nhiều thứ lắm. Thì thầy có để cái đó trong tiểu sử của thầy trong cuốn Diện Chẳng ABC, Dạ vâng. cái bạn nào biết thì mua của nó, Dạ vâng. mua nó đọc, thì kể cả chữa bệnh bằng thư pháp, nói chung nhiều thứ. Dạ vâng. Em quý Dạ thì em quý thì mua cuốn ABC, cuốn sách màu đỏ rất đẹp vâng. mà in bằng giấy cuốn nặng, Vâng. cuốn sách ai đọc lên ai cầm cũng rủ sướng, mà thấy má đẹp lắm, Dạ đẹp lắm vâng. nè. Có một cái rất là đặc biệt mà con nghĩ là chắc là thầy quên nhắc tới, hình như là cũng nhờ âm dương khí công mà thầy có những câu tâm ngôn rất là tuyệt vời đúng không À quên ạ? quên, đúng vậy, đúng vậy. Dạ. Thì tâm ngôn nhậm như công thì thầy có thể sáng suốt, Dạ. thầy có thể là đúc kết được dễ Vâng. hơn. Bởi vì âm như công có thể giúp mình, giống như bây giờ mình cái não mình có điện mạnh đi, Dạ. những cái neuron thần kinh đó nó mạnh, Dạ. do đó nó nghĩ nó có thể đúc kết này, Vâng. nó liên kết này, nhanh Dạ. quá, Vâng. thì nó làm cho thầy đúc kết được, nó dễ hơn. Dạ vâng. Rồi thầy thầy mới suy nghĩ câu nào thầy ghi trong bằng máy máy
em phone này nè. Dạ vâng. Thì mình gõ gõ lúc nào mình rảnh mình nghĩ, bất chợt mình nghĩ thì mình lại ghi vào đấy. Bây dạ. giờ thì nó lên gần 5.000 câu. Dạ vâng. Thì cái đó thì học sinh rất là thích. Dạ. Học sinh rất thích, trong đó có con đó. Những người mà mê, mà nếu học viện chẩn mà không có chịu khó đọc tâm ngôn và học theo làm theo tâm ngôn á. Vâng. Thì nó thiếu rất nhiều và nó thiếu nền tảng về tinh thần. Dạ. Có thể nói cái tâm ngôn là linh hồn của việc y đạo. Dạ vâng. Tức là bạn đừng nghĩ rằng học viện chẩn thì chỉ biết chữa bệnh không là, là đủ nha. Dạ. Cái đó là không đủ. Dạ. Nó là một trường phái mà giúp con người đã được tốt về thân lẫn tâm. Dạ vâng. Đại khái cái đường hướng thì đi. Dạ. Và mình nghĩ là không phải là cho mình mà cho dân tộc và cho cả nhân loại. Dạ vâng. Cái này thì tại bài báo thì hơi bị lớn, hơi bị cao. Dạ. Nhưng mà âm dương khí công nó khiến cho thầy nghĩ như vậy. Dạ vâng. Và thầy thấy cũng, nói chung mình cũng trong khả năng. Trong dạ khả vâng. năng. Chứ bạn thấy, con thấy đúng. Dạ. Ừ. Mà thứ nhất là mình có sức khỏe và mình vui vẻ hạnh phúc. Dạ vâng. Và mình có trí huệ hơn thì dạ vâng. là tốt rồi. Dạ vâng. Rồi người chung quanh mình cũng được hưởng cái đó luôn. Vâng. Cho nên các bạn nào chưa biết cái trường phái này, chưa biết cái này thì thấy hơi ngạc nhiên. Vâng. Nhưng mà có nhiều người chỉ tập qua cái những xem qua YouTube á. Dạ vâng. Hay là trên Facebook á. Thì hôm nay thầy thấy cái lượng người qua YouTube vâng. mà làm chữa bệnh được vâng. thì nó hơi tăng. Dạ vâng. Nó tăng gấp đôi năm ngoái luôn. Dạ vâng. Mà tội nghiệp có những người phụ nữ lớn tuổi, dạ. những ông già hoặc những bà già. Dạ. Mà không biết sao mà được hỏi sao mà coi được trên YouTube nó nhờ dạ. con nó mở ra dạ. rồi coi dạ. thì rất cảm động mà dạ. vừa hạnh phúc vừa vui sướng mà vừa phải nói rất cảm động luôn. Dạ vâng. Vì không về những người đó nhờ dạ. những cái của thầy đưa và càng xin cảm ơn những người những nhà bác học mà đẻ ra internet không? Dạ vâng. Con nghĩ là hôm nay ấy những ai mà được may mắn xem cái clip này thì họ cũng sẽ rất là háo hức để biết về âm dương khí công. Và xin thầy cho biết là những cơ sở chính thống nào hiện nay đang được đào tạo về âm dương khí công. Như nãy thầy có nói thì chỉ dạ. ở chỗ thầy là trung tâm diễn nghệ đạo quốc tế 16 khí công phường 7 Phú Nhuận, dạ. thành phố Hồ Chí Minh, là chính thức là dạy lâu rồi. Mà thật sự thầy dạy ở 19B phòng tạch cũng lâu rồi. Dạ. Bởi vì nó dạy âm dương khí công thì ở dạy viện chẩn 38 năm. Trước đó là dạy âm dương khí công cho những người thân thôi. Thì nó lâu, ở đây thứ nhì là chỗ của con đó. Dạ. 314 Thụy Khuê là chi nhánh của viện đạo quốc tế. Dạ. Thì hai cái chính thức, còn những nơi khác người ta có thể học qua mạng. Dạ. Thì mình không biết. Rồi có, ngoài thầy có con thầy dạy nữa. Dạ vâng. Nói chung nhưng mà có cái là càng ngày người ta càng học nhiều. Dạ vâng. Vì nhờ internet thì mình thấy cái số lượng người nó tăng lên. Mình không biết được nhiều đâu, mà không biết kể cả nhiều qua có con ở Lào đó. Vâng. Hôm kia chứ. Dạ. Cô tự học là cô làm được mới là hay. Dạ vâng. Tức là nói chung bây giờ trên mạng thì để ra, nếu mà coi đếm á thì mình sẽ thấy người Việt ở trên 120 quốc gia trên thế giới vào. Dạ. Số lượng truy cập hiện nay có thể trên 35 triệu lượt. Vâng. Thì nó cũng hơi bị nhiều. Dạ vâng. Thì con số này có thể tăng gấp rưỡi vào năm sau. Dạ vâng. Vì cái số lượng người như thế thì cũng là điều đáng mừng. Dạ vâng. Cho nên là thầy rất là hy vọng trong tương lai đó. Dạ. Thì có nhiều người học tập những cái gì mình đã nghiên cứu và đã phổ biến. Dạ vâng. Nói chung là cái hoài bão mơ ước thầy cũng lần lần được thực hiện, tức là dạ vâng. giúp đỡ cho dân tộc mình đó. Rồi sau nữa cho những nước ngoài thì như vừa rồi đồng ý về, trước đó đồng Pháp về. Dạ. Thì ở bên Paris nó có cô Lệ Yến thì cũng là đại diện của thầy. Dạ. Ở nước ngoài đó thì cũng là năm tới là 10 năm. Dạ vâng. Thì ở đó cũng có dạy khí công. Dạ vâng. Dạ, nói để bạn biết. Dạ. Yeah. Con cảm ơn thầy. Con rất là cảm ơn thầy. Và con thấy là mình rất là có phước khi mà được là học trò của thầy. Và qua những gì thầy vừa mới chia sẻ trong buổi hôm nay và chuyên mục mà con gọi là Chuyện Bây Giờ Mới Kể đấy ạ. Ừ. Vâng. Thì con thấy rằng là tất cả những người mà may mắn được xem clip hôm nay và đã từng biết về âm dương khí công, đã từng nghe nói về âm dương khí công mà hôm nay được nghe chính tác giả nói về cái phương pháp này,
thì rất mong là nếu các bạn không có điều kiện để đi học đến những nơi mà chính thống như là giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu vừa nói, như là 16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là Trung tâm Việt Ý Đạo Quốc tế chi nhánh tại Hà Nội số 314 Thụy Khuê, thì các bạn cũng sẽ đọc thật kỹ ở trên mạng, hoặc là chúng ta sẽ đến nhà sách và chúng ta mua cái cuốn Âm Dương Khí Công. Thầy đã viết sách này từ rất là lâu rồi và nhà xuất bản Đà Nẵng đã xuất bản cái cuốn sách Âm Dương Khí Công này rất là lâu rồi. Hy vọng là các bạn sẽ lĩnh hội được những cái điều giá trị mà giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu đã phát minh ra. Và thực sự ra là trong chuyên mục Chuyện Bây Giờ Mới Kể thì có rất là nhiều điều mà tôi muốn hỏi giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu để cùng các bạn cùng biết. Tuy nhiên thì là thời lượng chương trình có hạn, cho nên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và chúng ta sẽ còn được gặp lại giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, người đã có những công trình vô cùng vĩ đại, và Âm Dương Khí Công là một trong những cái phát minh rất là vĩ đại của thầy. Con rất là cảm ơn thầy với những cái điều thầy chia sẻ, và con bội phục thầy, bởi vì là thầy mới có 23 tuổi thầy đã phát minh ra Âm Dương Khí Công, mà con thấy các bạn 23 tuổi bây giờ thì không biết là các bạn nghĩ gì, các bạn sẽ làm gì, nhưng mà đây cũng là một trong những cái để cho các bạn có thể học tập và noi theo. Và con một lần nữa xin cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem trên YouTube, xem trên mạng nha. Rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình. Bạn sẽ gặp lại nha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi, Chuyện Bây Giờ Mới Kể lần sau, kỳ sau. Chào. Chào các bạn.